Rồi, hello mọi người ha. Không còn nhiều từ gì để nói về anime này nữa. Một thằng tóc đỏ và một thằng tàng hình nó cứ lẫn quẩn trong sân, tạo lên biết bao nhiêu là kỳ tích. Và hôm nay anh sẽ tóm tắt lại những diễn biến chính của bộ anime về bóng rổ này. Bộ phim có tên là Bóng Ma Thứ Sáu. Tập 1. Giải đấu bóng rổ dành cho các học sinh ở Nhật Bản là nơi tập hợp những đội bóng trẻ tiềm năng. Câu lạc bộ bóng rổ trường Sochung Teko từng giành 3 chức vô địch liên tiếp tại giải đấu, sở hữu những thành viên tài năng thiên phú, gồm có 5 người còn được biết đến với cái tên là Generation of Miracle. Tuy nhiên, có một tin đồn về thành viên mà ít ai chú ý nhưng lại được tất cả 5 người còn lại công nhận, đó chính là bóng ma thứ 6 của đội. Tại trường cao trung Sarin đang diễn ra hội chiêu mộ thành viên mới vào câu lạc bộ cho các tân sinh viên tại trường. Tại bàn ghi danh của câu lạc bộ bóng rổ có một tên hầm hố đến để đăng ký, nhưng có vẻ tên này đều coi thường tất cả những thành viên khác. Hắn là Kagami Tiger, với thân hình to lớn đồ sộ, cậu ta làm tất cả đều mong chờ vào khả năng chơi bóng của mình. Mãi chú ý đến tên cao lớn tiềm năng kia, một tờ đơn đăng ký của Kuroko Tetsuya xém nữa là bị mọi người quên mất. Ai cũng ngạc nhiên khi mà cậu ta từng là thành viên của đội Teiko huyền thoại, nhưng mà mọi người đều không thể nhớ ra mặt của thành viên này. Aita Riko, cô nàng này là huấn luyện viên của đội bóng, con gái vậy thôi chứ vô tập luyện là ác mộng luôn nha mấy cha. Cô có khả năng phân tích khả năng về thể lực của mỗi người khi nhìn vào cơ thể của họ. Mãi phân tích các tân sinh viên vừa gia nhập, cô không chú ý đến một người khác đã đứng ở đó từ nãy đến giờ, đó là Kuroko. Mọi người đều ngạc nhiên khi mà cậu ta từng là thành viên của Generation of Miracle, nhưng mà điều kỳ lạ là tất cả các chỉ số đều ở dưới mức trung bình. Khi Kagami đang tập luyện một mình thì Kuroko cũng đến và thách đấu với cậu ta. Tưởng rằng tên này có tuyệt chiêu gì dữ lắm mới vào được thế hệ kỳ tích, ai dè vừa vào đã bị Kagami cho ăn hành sắp mặt. Thất vọng với cái thằng ngáo ngơ này, Kagami đi về nhưng mà Kuroko đã nói sẽ làm cái bóng giúp cậu ta ngày càng tỏa sáng và giành vị trí số 1 Nhật Bản. Vào buổi tập sáng hôm sau, với vóc dáng và thể lực vượt trội, Kagami làm tất cả thành viên trong đội ngạc nhiên với khả năng chơi bóng của mình. Cái thằng này nhìn như con khỉ đột ấy, khỏe gì mà khỏe dữ vậy trời. Còn Kuroko thì vẫn tham gia vào buổi tập luyện nhưng lại không thể theo kịp tốc độ của đồng đội. Huấn luyện viên còn không nhận ra nãy giờ cậu ta có ở trên sân nữa. Bất ngờ một đường truyền ra sau khéo léo mà không hề có một ai chú ý đến, sau đó tiếp tục là những đường truyền tốc độ của Kuroko đến vị trí của đồng đội. Lúc này, huấn luyện viên mới nhận ra đó là bóng ma thứ 6 của thế hệ kỳ tích với những đường truyền chính xác và tầm nhìn bao quát xuất sắc. Nhưng mà đến pha cuối cùng thì không ai theo kịp thì nó lại ném ra ngoài. Không biết tên này giả vờ hay là gà thiệt đây mọi người ơi. Tập 2. Tuy khả năng chơi bóng rất tốt nhưng mà anh chàng nóng tính vẫn chưa được xếp vào đội hình chính vì còn trong giai đoạn thử thách. Kagami quyết định đến sân Airo xếp mình vào đội hình chính, trước đó Kuroko cũng đã đến sân. Để vào được đội hình chính thì họ cần thể hiện sự quyết tâm khi mà vào đội. Thử thách của họ là đứng trước toàn trường để thể hiện ý chí của mình, đó là truyền thống của đội bóng. Chưa kịp hoàn thành buổi lễ thì đã bị giám thị bắt được chửi cho một trận. Giờ cho cờ mà đứng la lối vậy là xác định rồi, cấm túc tụi bay luôn. Kuroko đã viết hẳn dòng suy nghĩ của mình dưới sân trường để thể hiện quyết tâm của mình. Huấn luyện viên Airo hôm nay nhảy chân sáo vui vẻ đến phòng tập luyện. Điều đó làm cho tất cả mọi người trong đội rất lo lắng, không biết là sẽ bị hành hạ thế nào trong buổi tập lần này nữa đây. Khi mọi người đang tập luyện thì Airo thông báo sắp có trận bóng giao hữu với trường Kaiju. Năm nay Kaiju sở hữu trong tay Kise Ryota, anh ta là một thành viên trong thế hệ kỳ tích. Bên ngoài phòng tập, một anh chàng điển trai bước vào thu hút sự chú ý của tất cả các nữ sinh trong trường. Cậu ta chính là Kise mà mọi người đang nhắc đến. Không kiềm chế được sự phấn khích, Kagami đã thách đấu một với một với Kise. Anh chàng lãng tử đã đánh bại Kagami bằng chính những kỹ thuật mà Kise đã sao chép từ cậu. Khinh thường đội bóng vô danh trường Serin, Kise đã mời Kuroko về trường để làm đồng đội với mình, nhưng lại bị Kuroko từ chối thẳng thừng. Còn Kagami sau thất bại lại càng phấn khích hơn với những đối thủ tiếp theo mà cậu sẽ gặp. Tập 3. Phấn khích trước trận đấu sắp diễn ra, Kagami đã thức cả đêm vì nghĩ đến lần đối đầu tiếp theo với Kise. Cả đội đang trên đường đến Kaiju tiến hành trận giao hữu, nhưng tên huấn luyện viên trường Kaiju lại chỉ chuẩn bị có nửa sân cho trận đấu vì coi thường trường Serin. Hắn dành nửa sân còn lại cho các thành viên khác trong câu lạc bộ tập luyện. Tên mập này còn rút cả Kise ra ngồi băng ghế dự bị vì sợ tung ác chủ bài ra Serin chịu không nổi, đợi xíu là biết liền. Trận đấu cuối cùng cũng đã bắt đầu, chỉ số của tất cả thành viên trường Kaiju đều nhỉnh hơn Serin. Tuy vậy, với sự mờ nhạt của mình, Kuroko đã có thể dễ dàng cướp bóng và phối hợp cùng Kagami, ghi bàn còn làm gãy luôn cả cái rổ của người ta. Trước màn chào hỏi mãnh liệt của đội bạn, tên mập huấn luyện viên đành chuẩn bị sân thi đấu chính thức và tất nhiên là cái bản rổ mới nữa. Kỳ này làm gãy nữa là đền thiệt luôn á chứ chẳng chơi. Còn cho cả Kise vào thi đấu để lấy lại thể diện. Trận chiến thực sự lúc này mới bắt đầu, cả hai đều có những màn ăn miếng trên miếng cam go. Với những đường truyền tốc độ cao của Kuroko cùng với sức mạnh của Kagami đã đẩy nhanh chóng tốc độ trận đấu lên cao. Nhưng mà với khả năng sao chép của Kise cũng là một vũ khí đáng gờm, Kuroko nhận ra rằng mình đã kiệt sức, còn Kagami đã bị nhịp độ của trận đấu làm cho mất bình tĩnh nên là đã xin đội trưởng hội ý. Trận đấu tiếp tục diễn ra sau giờ hội ý nhưng mà điểm yếu của Kuroko đã bị đội bạn nhận ra.
sự mờ nhạt đã không còn tác dụng nữa. Trận đấu dần trở nên khó khăn hơn với mọi người. Lâm vào bế tắc, cách biệt điểm số ngày càng được nới rộng, nhưng Kagami và Kuroko vẫn lạc quan chuẩn bị ra đòn phản công. Tập 4. Điểm yếu của Kisei cũng chính là Kuroko. Vì quá mờ nhạt nên là Kisei dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào mà sao chép được sự mờ nhạt đó. Gánh tim thì làm sao lên độ support được phải không mấy ba ơi. Kagami cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cậu và Kuroko chính là chìa khóa đánh bại Kizuru. Hai người thành best friend hồi nào không biết nữa. Hiệp 2 bắt đầu, Serin đã lấy lại được dần dần nhịp độ của trận đấu. Kagami đã không còn phô diễn kỹ thuật một mình nữa, thay vào đó là cậu liên tục phối hợp truyền banh đơn giản với Kuroko để ghi bàn. Kisei cũng không thể sao chép được những kỹ năng của Kagami nữa khi mà cậu ta không còn trình diễn. Nhưng mà lâu lâu hai đứa này cũng truyền banh sai địa chỉ, chắc là chưa thân lắm đâu. Người kèm Kisei lần này cũng thay đổi, đó là Kuroko. Khi mà Kisei vừa vượt qua được thì phía sau Kagami xuất hiện chặn lại. Nhưng lúc Kisei đang do dự, Kuroko sẽ đoạt bóng. Hết cách múa, Kisei liền thực hiện cú ném 3 điểm nhưng đã bị tên khỉ đầu đỏ này dùng best friend của mình làm điểm tựa nhảy lên chặn đi đường bóng. Trên không sẽ do Kagami đảm nhiệm, còn ở dưới thì có Kuroko theo sát. Mất bóng nên là Kisei đã mất bình tĩnh, hất ngã Kuroko. Máu từ trên trán cậu chảy xuống, miệng thì nói không sao nhưng mà bước được vài bước là vô giấc ngủ luôn rồi. Do chấn thương, cả đội đành tiếp tục mà không có sự tham gia của Kuroko. Khỉ đầu đỏ sẽ đảm nhiệm khâu phòng thủ, còn việc ghi bàn sẽ giao lại cho đội trưởng. Tuy mất đi những đường truyền tinh tế từ Kuroko nhưng mà cả đội đều tiếp tục thi đấu với phong độ cao. Đội trưởng cũng đã tập trung hoàn toàn thi đấu, anh ấy là tay ném 3 điểm của trường Serin, đội trưởng Hyuga Junpei. Bên ngoài, một tên tóc xanh bí ẩn cũng đang trên đường đến để xem trận đấu này. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng trước sự tập trung cao độ của hai đội. Kuroko cũng đã bỏ mặc vết thương tiếp tục tham gia trận đấu cùng mọi người. Sau khi trở lại, Serin đã có thể dần rút ngắn tỷ số. Không chịu thua cuộc, Kisei cũng xuất thần dẫn bóng tốc độ qua người anh chàng vô hình ghi bàn. Trận đấu căng thẳng dần đến những giây phút cuối cùng khi mà cả hai đội ngang bằng điểm số. Kisei đối mặt với Kagami và Kuroko trong tình huống cuối cùng. Khi đầu đỏ đã truyền bóng cho anh chàng vô hình nhưng mà Kuroko lại không có khả năng ghi bàn. Ấy mới đầu chứ, cậu ta đã ném bóng về phía rổ. Bất ngờ Kagami đã nhảy cao hơn hoàn toàn với Kisei và ghi bàn thắng cuối cùng mang lại chiến thắng cho Serin. Tập 5. Lần đầu tiên nhận thất bại trong đời, Kisei đã bật khóc trên sân. Trận đấu tập kết thúc, cả hai đội tay bắt mặt mừng nhưng mà nhìn mặt thằng huấn luyện viên bên Kazuo là cay cú lắm ha. Thắng làm vua, thua thì làm giặc. Trong lúc đó, anh chàng đầu xanh Reo cũng đến và nói chuyện với Kisei. Hắn ta là tay ném 3 điểm từng ở trong thế hệ kỳ tích Midorima. Tên này hơi mê tín dị đoan nha mấy bạn. Sau trận đấu, tất cả mọi người đều mỏi nhừ. Tụi nó tính kéo nhau đi ăn mà túi mỗi người còn có mấy đồng, đành rút quân nhà ai nấy về, cơm ai nấy ăn. Thì bỗng nhiên ai ra nghĩ ra cách dắt mọi người đi ăn thịt bò nướng. Mà khổ cái là mỗi người phải ăn hết 4kg thịt bò thì sẽ miễn phí, nếu không muốn bị chủ quán phát súng đến kiếm. Tất cả mọi người dù cố gắng hết sức nhưng mà cũng đành bỏ tay nôn cái thịt ra ngoài. May mà vẫn còn tên quái vật đầu đỏ một mình ăn hết tất cả phần còn lại của mọi người. Miễn phí hết nhiêu đó thịt bò, chắc là lần sau chủ quán dán hình nguyên đám trước cửa tiệm luôn quá à. Anh chàng vô hình ăn xong trước, ra ngoài thì tình cờ gặp anh đầu vàng. Kisei hỏi cậu về lý do rời bỏ đội bóng khi mà đội Teco giành chức vô địch. Kuroko cảm thấy khi mà thi đấu ở Teco, cậu thiếu đi thứ gì đó ngoài giành chiến thắng mà cậu không hề giải thích được. Nhưng khi kề vai sát cánh cùng Kagami, cậu lại có động lực và cảm thấy thoải mái. Có lẽ điều gì đó là lý do cậu gia nhập vào đội bóng vô danh Serin. Khỉ đầu đỏ đứng gần đó và nghe thấy, tiến lại cùng người bạn của mình. Ở sân bóng rổ gần đó, những tên lưu manh đang ăn hiếp giành sân bóng của mọi người. Cả ba người họ đã cùng nhau thi đấu rất vui vẻ, dạy cho những tên kia một bài học. Đến lúc trở về thì anh vô hình không thể thoát được sự trừng phạt của Aira khi mà biến mất nè, không báo gì với ai nè. Mọi người lơ luôn, bỏ mặc cậu ở lại chịu cực hình. Tập 6. Sau trận đấu với thành viên của thế hệ kỳ tích, tất cả mọi người đều mệt mỏi và kiệt sức. Hôm nay cũng là ngày bán loại bánh huyền thoại ở trường Serin với đủ thứ topping trên đời. Các học sinh năm 2 trong đội đã bao năm nhất nhưng mà với điều kiện là phải mua được loại bánh này về. Nghe là thấy nghi nghi rồi, nhìn mặt mấy cha này gian lắm. Tới nơi mới biết được ăn đồ chùa đâu có dễ, căng tin như một bãi chiến trường. Tất cả học sinh trong trường đều tranh nhau để mua loại bánh mì đặc biệt thơm ngon này. Nào là thành viên câu lạc bộ bóng đá, cử tạ, cả sumo nữa. Để vượt qua họ quả thật là một thử thách thực sự. Với tình hình của Kagami cũng không nhầm nhò gì. Dù đã thử rất nhiều cách nhưng mà mọi người đều te tua trở ra. Mua bánh mì thôi mà, nát bấy hết bộ đồ. Khi tất cả đang vất vả vật lộn thì anh chàng vô hình kia đã mua được bánh mì rồi. Đúng là kỹ năng mờ nhạt của Kuroko có lúc cũng dùng được cho mấy việc vặt này. Mua được bánh mì trở về nhưng mà tất cả đều trông rất tê tảm sau cuộc giành giật. Mỗi người đều tận hưởng thành quả của mình, mặt của cái cậu vô hình này cũng chưa từng hạnh phúc đến như vậy. Riêng cái thằng khỉ đầu đỏ thì nó làm nguyên ổ super bánh mì luôn, ăn mới đủ á. Nhìn thằng này giống Hanamichi quá ta. Trở về phòng tập, mọi người đang chuẩn bị cho giải đấu liên trường sắp tới với đối thủ mạnh nhất là Kaochun Sotoku, sở hữu một thành viên của thế hệ kỳ tích. Haida cũng vừa đi xem trận đấu của đối thủ đầu tiên mà Serin phải gặp về, tình hình có vẻ không suôn sẻ mấy.
Đối thủ tiếp theo của cả đội có học sinh du học từ nước ngoài về là Papa Pajasiki, cao 2m, nặng 87kg với chiều cao vượt trội, hắn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho cả đội. Anh vô hình còn đặc biệt danh cho hắn là cha, cái này chắc là cha nội quá, làm cho cả bọn phi cười. Chuẩn bị cho trận đấu, cả đội bước vào những bài tập luyện khắc nghiệt của huấn luyện viên Aira. Ngay thi đấu đã đến, Siki cuối cùng cũng xuất hiện. Với chiều cao này, hắn coi thường tất cả mọi đối thủ. Hắn còn gọi anh chàng vô hình là cậu bé, làm cậu rất tức giận và muốn dạy cho hắn một bài học. Trận đấu bắt đầu, Siki có thể vượt mặt hàng phòng thủ ghi bàn một cách dễ dàng. Không những thế, hắn còn có thể phòng thủ trước những cú ném xa của đội trưởng rất chắc chắn. Nhưng mà để vượt qua Serena là điều không hề dễ dàng. Những cú ném của Siki đã dần mất đi tính chính xác vì Kagami theo kèm rất chặt. Trước trận đấu, Mitobe đã huấn luyện cho Kagami cách phòng thủ của mình, không để cho đối phương được chơi bóng một cách tự do. Và sau những cú nhảy chặn bóng của khỉ đầu đỏ, cậu ngày càng nhảy cao hơn khiến cho Siki không thể tự do ném bóng được nữa. Tập 7. Khắc chế được khả năng tấn công của Siki với những lần sử dụng sự mờ nhạt của anh vô hình đạt bóng. Kuroko thực hiện những đường truyền tốc độ cho Kagami ghi bàn, giúp cho Seren vượt lên dẫn trước khi mà kết thúc hiệp 1. Hiệp 2, Kuroko đã được cho ra nghỉ ngơi, phần còn lại sẽ do Kagami đảm nhiệm. Dù đã cố gắng để thu ngắn cách biệt nhưng mà Siki vẫn không thể cản nổi tên khỉ đầu đỏ. Kagami đang dần tiến bộ hơn sau những trận đấu. Kuroko vào cuối hiệp 2 với những đường truyền phối hợp với best friend của mình đã mang lại chiến thắng chung cuộc cho Seren, giúp cả đội vượt qua vòng loại đầu tiên. Tiếp tục giành chiến thắng trước Cao Chung, Jisugen và Kinga đến với vòng thứ tư của bảng đấu. Đối thủ tiếp theo sẽ là trường Meijo. Tình cờ những tên này lại là những tên côn đồ Kagami và Kuroko đã gặp lúc trước. Sốc rét luôn, bữa mới thua đậm xong này đã đấm gì nữa. Các đội nhanh chóng giành chiến thắng dễ dàng trước sự tê liệt suốt trận đấu của đối thủ. Nhưng vòng sơ loại vô địch khu vực Tokyo chỉ mới mở màn. Ba đội mạnh nhất ở Tokyo là Đông Đế Shotoku, Tây Đế Senshinkan và Bắc Đế Seho. Trận đấu tiếp theo của họ sẽ là một trong những đội bóng hùng mạnh này. Chăm nghe không bằng một thấy, cả đội đã ở lại và quan sát trận đấu của Đông Đế Shotoku sở hữu Midorima trong thế hệ kỳ tích. Không ngoài dự đoán, chỉ mới 4 phút, Shotoku đã đè bẹp đối thủ của mình với cách biệt 30 điểm. Với những cầu thủ có kỹ thuật và thao tác cá nhân nhuần nhuyễn, trận đấu trở nên quá dễ dàng đối với họ. Tất cả đều không thể cản nổi những cú ném 3 điểm của Midorima, nhưng mà những đường bóng bay cao gần đến nóc của nhà thi đấu của anh ta đều có độ chuẩn xác 100%, thậm chí là khi bóng còn chưa rớt xuống thì cái thằng này nó đã quay mặt trở về phòng thủ. Midorima hoàn toàn tự tin vào những cú ném xa của mình. Shotoku dễ dàng giành chiến thắng với cách biệt khủng khiếp trước đối thủ. Tập 8. Mặc dù mệt mỏi sau trận đấu nhưng mà khi đầu đỏ với anh vô hình vẫn bị Aira sai vặt, đâu có giải thoát được với cái bà chàng này. Những tài liệu mà Aira tìm được mang về để nghiên cứu đó là những đĩa CD ghi hình đội tuyển Seho thi đấu, đối thủ tiếp theo của họ. Hàng thủ của Seho là mạnh nhất trong Tam Hoàng Đế, họ có những bước di chuyển lạ thường khiến cho đối thủ bị khóa chặt mà không thể làm gì. Trong đội còn có một tên đầu chọc, Kuroko từng có trận đấu với hắn hồi ở Teko. Vừa vào trận đấu mà hắn đã có thể khóa chặt được Kisa. Đứng trước bức tường phòng thủ kiên cố này khiến cho Serin không khỏi lo lắng. Ngay thi đấu cũng đã đến, trước trận đấu cả đội còn bị Iwamura, đội trưởng của Seho và tên đầu chọc khiêu khích về thất bại của các senpai vào năm ngoái. Kagami và Kuroko đã quyết tâm đánh bại Seho để trả mối thù này cho các đàn anh của mình. Nhưng mà sự thật phũ phàng, khởi đầu trận đấu đã bị Seho dẫn trước mà không thể ghi được bàn thắng nào. Kagami và mọi người đều bị đối thủ khóa chặt, dù có khoảng trống cũng phải vượt qua bức tường cao lớn cuối cùng là đội trưởng Iwamura. Bế tắc khỉ đầu đỏ liên tục bị chọc tức, mắc bẫy và phạm lỗi với đối phương. Kuroko cũng không thể thực hiện những đường truyền tinh quái của mình khi mà tất cả mọi người đều bị kèm chặt. Thì ra là Seho đã kết hợp võ thuật cổ vào thi đấu, kỹ thuật chạy Namba đã giúp họ tiết kiệm sức lực và có những bước đi lạ thường kèm chặt và tạo áp lực lên đối thủ trong suốt trận đấu. Hết giờ hội ý, có vẻ là Kagami đã lấy lại được bình tĩnh và dẫn bóng qua tên đầu chọc ghi bàn giải tỏa áp lực cho cả đội. Nhưng liệu niềm vui và nỗi đau đó chỉ là mới bắt đầu? Tập 9. Seho không mạnh về tấn công nhưng lại là nơi đào tạo các chuyên gia về phòng thủ. Serin cũng có một chuyên gia vô hình khi mà thi đấu một lúc rồi mà tên đầu chọc mới nhận ra là sự hiện diện của Kuroko. Hắn cũng đã chế giễu Serin nhằm chọc tức cậu nhưng mà anh vô hình vẫn bình tĩnh khuôn ngầu thể hiện. Kuroko thực hiện đường truyền tinh xảo cho đồng đội ghi bàn trong hàng phòng thủ của Seho. Việc thoát ẩn thoát hiện của cậu ta liên tục đoạt được bóng và gây ra sự khó chịu tới đối thủ và giúp cho Serin gỡ hòa trong hiệp 1. Tên đầu chọc đã mất bình tĩnh, đội Seho cũng bắt đầu nghiêm túc trước thực lực của Serin, chỉ có điều là Kagami đã mắc quá nhiều lỗi ở hiệp 1. Khởi đầu hiệp 2 là liên tiếp những màn phối hợp ăn ý của Kuroko và Kagami, nhưng mà cả hai đều đã kiệt sức sau những pha đột phá. Trong giây phút lơ là, khi đầu đỏ đã sơ ý mắc lỗi thứ tư. Giải thích cho mọi người một tí là trong bóng rổ bị 5 lỗi là bị tước quyền thi đấu đó. Quay lại phim, trước rủi ro bị tước quyền thi đấu, Kagami đã bị thay ra, cả Kuroko cũng được cho ra nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến với Midorima. Đây sẽ là ván cược lớn của cả đội, trận đấu được giao lại cho những người đàn anh. Mặc dù mất đi hai trụ cột nhưng mà những người thi đấu trên sân vẫn cố hết sức để giành chiến thắng. Trận bóng trở thành trận tái đấu trả lại món nợ thất bại mà Serin đã thua năm trước. Cả năm qua mọi người đã tập luyện chăm chỉ để đợi giây phút này. Trận đấu trở nên càng ngày càng căng thẳng với sự giằng co của hai bên.
Izuri với đôi mắt đại bàng bao quát trận đấu liên tục mang lại lợi thế cho Serin. Trong một tình huống cố gắng cứu bóng của Kogane đã làm anh bất tỉnh nên Kuroko sẽ chuẩn bị ra sân đáp lễ cái tên đầu chọc đáng ghét kia. Tập 10. Khi Kuroko vào sân thì tên đầu chọc ngay lập tức giành kèm cậu ấy. Hắn cũng không ngừng gây hấn để làm cho cậu bị phân tâm. Nhưng mà cái thằng lùn vô hình nhà ta vẫn giữ được bình tĩnh nhưng lúc hắn không để ý đã nhanh chân thoát được thực hiện đường truyền cho đội trưởng ghi điểm. Tên đầu chọc bắt đầu mất bình tĩnh và bất lực trước những đường truyền ảo diệu của Kuroko. Không những thế, Serin cũng đã dần bắt bài được những hướng đi của đối thủ nhờ sự chăm chỉ nghiên cứu lối phòng thủ của Seho qua những video. Những người khác cũng không còn bị kèm chặt như trước nữa, liên tục phối hợp với Kuroko thực hiện những pha đột biến làm cho Seho không thể trở tay. Kagami ngồi ngoài lần đầu tiên quan sát cũng kinh ngạc trước khả năng bao quát sân của Kuroko. Gần hết trận, đội Seho cũng bùng nổ quyết giành chiến thắng. Tên đầu chọc đã bắt được hướng di chuyển của Kuroko và đón đầu nhưng mà cậu đã nhanh chóng đổi hướng thực hiện đường truyền đến vị trí đội trưởng, ghi bàn thắng cuối cùng mang lại chiến thắng cho toàn đội. Nhận thất bại nhưng mà Seho cũng đã học được một bài học và hẹn gặp lại mọi người vào năm sau. Đồng thời, Sotoku cũng dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ, giành tấm vé vào trận đối đầu với Serin. Vào phòng thay đồ, mọi người đều đã kiệt sức, Kagami cũng đã ngủ thiếp đi. Khi Kuroko bước vào nhà vệ sinh thì gặp được một thành viên của đội Sotoku nhưng mà lạ là hắn lại có thể nhận ra sự hiện diện của cậu. Có lẽ Sotoku đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu với anh chàng mờ nhạt này. Midorima thì vẫn bận trong phòng thay đồ thực hiện các nghi thức cầu may của mình. Bước vào sân thi đấu với không khí căng thẳng từ cả hai đội. Pha đột phá của Kagami và Kuroko vẫn mực mà như thường lệ nhưng mà khi sắp đưa bóng vào rổ thì lại bị anh đầu rêu bất ngờ hất văng ra. Thế trận cân bằng được cả hai bên giằng co quyết liệt. Cả hai bên đều không muốn bị dẫn trước trong trận đấu cam go này. Trong một tình huống phản công nhanh, Midorima đã ném bóng từ xa và như thói quen của mình anh ta bước về mà không cần nhìn xem bóng có vào rổ hay không. Mọi người trên sân đều đứng thẫn lại, chỉ có Kuroko là tiếp tục chạy và nói với Kagami rằng hãy tiếp tục chạy, đừng dừng lại. Anh chàng vô hình bất ngờ tung ra đường chuyền dài đến cuối sân cho Kagami ghi bàn gỡ hòa trước sự bất ngờ của Midorima. Bàn thắng đã giúp cho cả đội lấy lại thế cân bằng trước đối thủ. Ây da, pha phản công nhanh này hay quá đi. Tập 11, với pha chuyền bóng đến cuối sân của Kuroko đã khiến cho Midorima không còn tự tin đứng ở giữa sân ném bóng nữa vì đội của anh sẽ không kịp về phòng thủ trước đối thủ. Cái đường chuyền của anh chàng vô hình liên tục mang lại điểm số và tạo áp lực lên đối thủ. Takao đã được huấn luyện viên chỉ định đến kèm Kuroko. Tên này cũng có khả năng mờ nhạt và những đường chuyền bóng tinh quái, Kuroko đã bị Takao bắt bài hoàn toàn. Những đường chuyền phối hợp của cậu với đồng đội đều bị Takao cắt được. Ngoài ra, Takao còn có mắt diều hâu có thể bao quát được vị trí của tất cả mọi người trên sân bóng. Mất đi những đường truyền của Kuroko, bất lực Serin đành phải xin hội ý lần đầu tiên. Kết thúc lần hội ý đầu tiên nhưng mà có vẻ tình hình vẫn không được cải thiện cho mấy. Những đường truyền của anh vô hình vẫn liên tục bị Takao đoán trước được và cắt ngang. Không những thế, Midorima lần này còn thực hiện cú ném 3 điểm của mình ở giữa sân. Thời gian bóng bay vào rổ đủ để cho Sotoku quay lại phòng thủ trước đường truyền cuối sân của Kuroko. Kagami cũng đã ném một cú 3 điểm, tuy khả năng ném xa không tốt nhưng mà khi bóng bật bảng chính khỉ đầu đỏ cũng tự mình bật lên ghi điểm. Đúng là trụ cột của đội Serin có khá. Nhưng mà điều bất ngờ đã xảy ra khi tất cả Serin trở về phòng thủ thì Midorima đã thực hiện cú ném từ rổ sân nhà nó qua rổ sân nhà người ta. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cái tầm ném bao quát cả sân của anh, cái thằng này nó hack rồi mọi người ơi. Serin đã bị đối phương dẫn trước, Kuroko cũng không còn tác dụng như trước nữa, cộng thêm khả năng ném xa của anh đầu rêu, mọi người đều phải đối mặt với thử thách khó khăn. Chiêu lấy bóng từ sau lưng của Kuroko áp dụng khi mà gặp Kise cũng không có tác dụng, đã bị Takao chặn đứng ngay lập tức. Anh đầu rêu tiếp tục ghi điểm nới rộng khoảng cách cho Sotoku. Những pha phối hợp giữa Kagami và Kuroko đều bị Takao bắt bài được. Midorima lại tiếp tục thực hiện những cú ném 3 điểm của mình, nhưng có vẻ càng khó khăn thì Kagami lại càng phấn khích trước đối thủ của mình. Tập 12, hiệp một kết thúc trong phòng thay đồ của Serin, cả đội đều không ai nói gì vì bản thân mọi người đều đang chịu áp lực quá lớn từ đối thủ. Anh chàng vô hình thì nghiên cứu máy quay những cảnh mà Takao đã kèm mình trong suốt hiệp 1 và có lẽ là đã tìm ra đối sách gì đó. Vì sự mờ nhạt đã hoàn toàn bị đối phương khắc chế nên là hiệp 2 bắt đầu mà không có sự có mặt của Kuroko, chỉ còn Kagami ở trên sân. Serin sẽ cần một thứ gì đó đột phá để có thể thay đổi được thế trận, nhưng điều đó liệu có thể xảy ra hay không? Mở màn vẫn là những cú ném 3 điểm của Andrew, mặc dù Kagami cũng đã cố hết sức bật lên cản phá nhưng mà vẫn không thành công. Trong một lần Midorima ném bóng, với những áp lực chiến thắng ở trong người, Kagami đã bật phá hết sức và chạm được ngón tay của mình vào trái bóng làm thay đổi quỹ đạo của nó. Có lẽ đây là sự đột phá mà Serin đang tìm kiếm. Dù đã bị Takao che người nhưng mà khỉ đầu đỏ vẫn nhanh chóng thoát được và nhảy lên cản Midorima. Làm bóng đi ra ngoài nhưng mà Sotoku vẫn còn có Osubo, anh là trung phong xuất sắc nhất của Tokyo đã kịp thời nhanh tranh bóng và ghi điểm. Với khả năng nhảy cao tiềm ẩn của mình, cuối cùng Kagami cũng đã có thể ngăn chặn được những cú ném từ xa của anh Dorel. Bên cạnh đó, khi đầu đỏ còn có thể chặn được những đợt tấn công của Osubo giải tỏa áp lực cho cả đội. Tuy vậy, nhưng anh vẫn liên tục một mình phòng thủ và tấn công đè bẹp đối thủ rút ngắn khoảng cách cho Serin. Nhưng dường như Kagami vì cố gắng quá mức nên bắt đầu đã kiệt sức. Cuối cùng cũng đã đến giới hạn, Kagami đã không thể nhảy lên ngăn cản Midorima được nữa.
cơ thể của anh không thể bắt kịp với những cú nhảy liên tiếp phòng thủ và tấn công như vậy. Kisuke khi đầu đỏ đã mất bình tĩnh về ám ảnh phải chiến thắng cho bằng được của mình, Kuroko đã đấm thẳng vào mặt của Kagami một cái. Anh chàng vô hình này thất vọng khi thấy Kagami cũng giống như những người trong thế hệ kỳ tích, chỉ biết đến thắng thua. Chiến thắng sẽ không có ý nghĩa khi tất cả mọi người trong đội không cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng lẫn nhau. Câu nói của Kuroko đã kịp thời thức tỉnh người bạn của mình. Anh vô hình cũng đã nghĩ ra được cách đối phó với Takao và chuẩn bị ra sân. Tập 13. Trước khi vào trận đấu, Hyuga cũng đã có cảnh báo Kagami về hành động ích kỷ của mình nhìn mặt đội trưởng đúng là dữ thiệt. Lát mày về nhà mày biết tay tao. Lấy lại được bình tĩnh, Kagami đã không còn một mình đi bóng nữa mà thay vào đó là những đường truyền bất ngờ với đồng đội. Tuy vậy nhưng mà thể lực thì đã sắp đến giới hạn. Qua sự quan sát của Aida thì cậu chỉ còn có thể bật được hai lần nữa và là sẽ kiệt sức. Và lần nhảy đầu tiên khi đồ đỏ đã dùng ngay khi mà vừa vào sân để ngăn cản cú ném của Midorima và cũng là tiểu xảo để đầu rêu không biết rằng thật sự thì anh cũng đã sắp đến giới hạn. Cuộc đối đầu của Takao và Kuroko cũng hết sức nảy lửa, nhưng lần này Takao đã bị mắc bẫy của anh chàng vô hình. Những đường truyền bóng của Takao chặn được ở hiệp 1 là do Kuroko đã cố ý dựng nên để thu hút sự chú ý của đối thủ giúp cho các đồng đội của mình có khoảng trống tấn công. Nhận ra rằng mình đã mắc bẫy nhưng mà Takao vẫn không kịp theo dấu Kuroko và để anh chàng này thoát thẩn thoát hiện thực hiện pha đấm bóng bất ngờ cho Kagami đối mặt với Midorima. Đến cái điểm khi đồ đỏ cũng đã sử dụng lần nhảy cuối cùng của mình để vượt qua được Midorima, đó là pha quyết định thay đổi tình thế giữa hai đội. Nhưng sau cú nhảy quyết định, Kagami đã hoàn toàn kiệt sức và phải giao các công việc còn lại cho Kuroko cùng các đồng đội của mình. Kuroko đã lấy lại được phong độ với những đường truyền thương hiệu của mình liên tục giúp cho Seri và những đồng đội ghi điểm rút ngắn cách biệt. Khi thế trận đã dần thay đổi thì Sotoku đã phải xin hội ý để giảm nhịp độ trận đấu của Seri đang quá hưng phấn. Sotoku đã biết được bí mật về Kagami không còn sức bật nhảy được nữa nên là đã chuyển cho Midorima thực hiện cú ném xa từ xa kết thúc trận đấu. Nhưng mà tất cả đã bị huấn luyện viên Aida đoán được, Kuroko đã nhanh chóng cắt đường truyền. Hai đội giằng co quyết liệt vào những giây cuối cùng, cú ném 3 điểm của đội trưởng mắt kiến đã giúp cho Selim vượt lên dẫn trước. Nhưng mà còn vài giây nữa là kết thúc trận đấu. Khi tất cả đang ăn mừng thì Midorima đã chuẩn bị ném cú ném quyết định từ xa của mình trước mặt Kagami. Dù đã kiệt sức nhưng mà ý chí của cậu ta vẫn quyết không đầu hàng và thực hiện được cú nhảy chặn Midorima. Anh đầu rêu cũng tin rằng là Kagami sẽ cố hết sức mình để thực hiện cú nhảy đó nên là đã thực hiện động tác giả chuẩn bị cho cú ném tiếp theo. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Cả Kuroko cũng đã tin tưởng vào sự nỗ lực của đồng đội mình nên là đã chờ sẵn phá bóng trong tay Midorima từ ở dưới. Đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu. Kết quả, Serin đã giành chiến thắng và giành tấm vé vào vòng chung kết. Midorima cũng đã đứng khóc dưới mưa sau thất bại của mình. Có tiếng điện thoại vang lên, đó là cuộc gọi của người đồng đội cũ với anh hồi ở Teco. Đó là Aomai, cũng sẽ là đối thủ với Serin ở vòng chung kết. Và trận đấu chung kết sẽ được bắt đầu ở video lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhé.